Trong hai ngày 25 và 26 tháng 8, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hải Dương đã phối hợp với các cơ quan tỉnh tập huấn kiến thức pháp luật, thời sự đến chư tăng ni an cư tại chùa Đống Cao về trình tự thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình tôn giáo, xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng. Ngoài ra, khóa học còn thông tin tình hình phát triển của đất nước và tỉnh Hải Dương, giúp chư hành giả nắm rõ về pháp luật và những thông tin sát với thực tiễn cuộc sống. Cùng thời gian này, tại Lâm Đồng, Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh tỉnh đã tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho 90 vị là chức sắc, người đứng đầu các tổ chức tôn giáo trên địa bàn tỉnh. Tại đây, 8 chuyên đề chính về xây dựng nền quốc phòng toàn dân kết hợp phát triển kinh tế, xã hội được triển khai nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các vị chức sắc, người đứng đầu các tổ chức tôn giáo trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Chúng tôi thì ở vùng núi ở huyện Nam Rong lên đây tham dự khóa bồi dưỡng kiến thức an ninh quốc phòng. Chúng tôi hiểu được những điều dạy của nhà nước phổ biến, phổ cập cho các tôn giáo, chức sắc tôn giáo để hiểu được, nắm được luật, hiến chương của nhà nước, rồi về sẽ tuyên truyền lại cho bà con và các huynh đệ để thực hiện tốt các hiến chương của nhà nước.